25 đồng hay là bao nhiêu đó, thì em không biết nữa. Mở cục bột lên là cho nó ráo nè, để hơn nửa cục bột cũng được, hơn cái lượng một nửa móng. Nửa móng để chi cho nó đầy đủ bột ở bên cái góc này nè, để cắt khi mình cắt nó không bị thiếu. Hiểu không? Tại cái móng này nó rất là xấu rồi mà anh chị em mà làm không đẹp nữa, cắt không đẹp nữa là tí nó ra mà leo không đẹp. Cho nên mình làm bữa nay này đừng có đòi hỏi là mình phải chạy, chạy không có được đâu. Nhưng mà mình vẫn làm tuyệt đối tối đa là mình vẫn làm đẹp như thường. Cái điều quan trọng nhất ở đây là cái gì, là cái bộ neo đẹp. Nó khó là cái chỗ là mình làm cho nó đẹp, tại tay của cô này rất là xấu. Mình nói thật, cái tay cô này rất là xấu luôn, xấu mà xấu đều luôn á, chứ mà xấu vừa đó. Cho nên là mình làm đó, số 6 mình lấy cái thước này cắt này đó. Đây cắt này, có cái tay của mình để lên đây nè, để nhẹ nè, mình căng thôi mà nó bằng bên kia cho nó bằng này, nhẹ nè, để nhẹ lên là cắt này. Cái bột mà mình cắt càng nhẹ thì nó càng đẹp, chứ đừng có cắt mạnh quá, mình cắt mạnh nó bị méo, hiểu không? Bột nó đâu phải là cái gì đâu mà mình nó đã, khi mà nó ướt là nó mềm lắm, nó mềm là mình cắt thôi đó, mình cắt thôi đó. Sau rồi mình lấy cục bột lên nè, cục bột lên, đừng có để cho nó dư ra ngoài đó, thấy giờ đó, nó cong nè, đẹp không đó, nó đều nữa đó. Nín thở luôn, làm tôi nín thở luôn. Ca khó nên mạng cứ văng ra ngoài hoài, phải không? Bình thường. Đâu có đâu, bình thường mà. Thì chứ ca khó mạng nó cũng hơi lắc lác nữa. Nó ganh tị hay sao chứ. Đỏ màu trắng rồi, thấy không? Từ từ, tình yêu làm, thấy không? Tình yêu làm từ từ cho mọi người coi nha. Thấy không? Chứ đúng ra là tình yêu là thường thường là cắt hai ngón một lúc luôn đó. Bỏ bột lên là tình yêu cắt hai ngón không? Nhớ từ từ, để cho nó đều cục bột. Cái đều cục bột tí xíu mình làm nó đẹp được. Lấy cục bột ra nè, cục bột ra nè, chưa? Mà cũng phải từ từ, đừng có gấp, để cho nó đủ bột, cho nó đều. Cái móng của nó cho nó đẹp, để tí mình vũa nó đỡ cực, thấy không? Cái móng này đó, mình làm nó đẹp. Tiếp tục, số 6 nè, số 6 của cái tip nè. Đừng có lát ngoài sư phụ ơi, là cái gì? Có lát ngoài là cái gì? Kiểu vậy, mạng nó bị văng ra. Còn nó đứng cái chỗ. Kiểu đứng, rồi nó cứ bị giật giật bên kia nữa. Coi, sao mà chạy vậy? Trời. Rồi, lại cầm bình thường đó, mạng nó yếu, của người ta nó yếu thôi, chứ của mình nó không bị đâu. Chú đâu có sạc mạng cho cái điện đâu, chú sạc mạng của chú. Mạng của anh LED nó nhảy lên lại đúng không? Bây giờ là do người ta nhảy ra, còn mạng của mình vẫn được. Đó là do mạng của người ta, chứ phải mạng của mình. Tí xíu, tại cái tay của con nó sao nó... Cái hơi của tay con nó bị gì vậy chứ? Chị em nhảy ra là nhảy vô lại đi cũng được, tại cái mạng đó của anh chị em nó bị gì đó. Mạng của anh chị em chống hai mạng của tình yêu luôn nha, mạng của tình yêu vẫn quốc bình thường. Rồi lấy cục bột dư ra này, cái này được rồi, cắt chị em cắt cái pin trước không có đẹp đâu, cắt cái này mà cắt cái pin mà bị dính chưởng liền không có đẹp. Mình nói thiệt luôn, mình dám qua công ty mà anh chị em mà cắt cái pin mà đẹp được hơn cái quay nữa. Cái mấy cái ca này là anh chị em không thể nào thay đổi được đâu nè. Chưa? Lần đầu xem la đại ca diệt diệt hoài. Sao vậy? Tại cái đó do mạng mấy người á, không phải bên tình yêu đâu nha. Cái ca này rất là khó nè, đó, khó và cố. Ca này mà anh chị em mà làm được mà đẹp, đó là bảo đảm là anh chị em nội là anh chị em giỏi luôn, không cần phải sợ gì nữa hết. Bỏ cục bột lên, đó, bỏ lên từ từ đưa vô nè, đó, chắc sửa xong rồi. Chắc sửa cái tay nó thì đã xấu rồi mà nó ngồi nó ôm phô phải dịp nữa, chết luôn. Đinh đinh đang đang mà nó nói chuyện vậy hả chăng? Kêu ngồi xuống không chịu.
Dạ, để cho bột nó có bột trên đây nó dày mới được nha, nó dày cái cục bột mình cắt mới được, cho nên thôi là nó thiếu, nó mỏng rồi nó không có đẹp. Đó, thấy chưa, từ từ tốn tốn đó. Rồi mình cắt, trời ơi, cái ngón tay gì mà nó nhỏ xíu xíu. Anh ơi, bên em cũng bị, ồ cái đó là do mạng bên đó đó, do mạng bên đó chứ không phải bên đây đâu, do cái mạng của anh chị em á cho nên mình đâu. Cắt cái móng này là cái móng nó nằm ở ngoài cái chip luôn á, chứ không phải là nó nằm ở trong cái chip đâu nha, nó nằm ở ngoài cái chip giả luôn á. Tí xíu mình dùng cái bột thiên kim mình che nó lại nó đẹp lắm. Ok, rồi sắp sửa là còn món nữa là chị em không có bị nữa. Bỏ lên nè, bỏ lên nè. Bột ngón cái hơi dày chút ha. Ngón cái hơi dày chút. Lâu nhờ anh Trăng cái mạng nó bị xưa kia trao hết. Trăng lợi hại quá ha Trăng. Đi đâu hay ngày đây đâu rồi. Đi đâu mà để mạng rất là lớn ở đây nhỉ. Nhớ vuốt từ từ mà, cho nó có bột nè. Thấy chưa, cho nó có bột ở trên cái móng nè. Cho cái bột nè. Xong rồi mình cắt số 3, nhớ số 3 nha. Nó số 3 nè. Số 3 nè thấy không? Rồi mình lấy ra mình cắt nè, nó để nhẹ ra nè. Số 3 nó dư ý quá, lấy số 2. Đó, số 2. Số 2 nè. Cắt nè, nhẹ yeah, để ra nó cong. Bây giờ cho nó cong không? Nhẹ nó cong hai bên nè, đó, nó cong hai bên là lấy ra. Thấy chưa? Giờ cái phút này quan trọng nè, đó là bây giờ cho tình yêu Linh cái này xong rồi, rồi ok giờ mình bỏ cái mọc phiên lên đây nha, đây chuẩn bị bỏ mọc phiên lên đây cho mọi người coi. Sư phụ giải thích hộ em bộ này tại sao cắt vai lại đẹp hơn cắt phiên. Ok, tình yêu giải thích cho anh chị em tại sao cái mà mình cắt cái màu quai trước nó lại tại vì sao cái móng của này nó rất là xấu khi mình nó không, hai cái bên đây nó không có, nó bị cao hơn cái mình cắt cái phiên trước á, hai cái bên đây bảo đảm anh chị em nó không có bị, nó không có cái móng thật á, anh chị em cắt nó không có đẹp. Mà bây giờ anh chị em cắt cái quai này coi, tình yêu bỏ cái một phiên lên cho mọi người coi nha. Đây tình yêu sẽ bỏ cái phiên lên cho mọi người coi nó đẹp ha. Tình yêu lấy cái mộc phiên nè, ít thôi nè, ok. Tình yêu bỏ lên nè. Đó, bỏ lên nè. Tình yêu lo cái kia đi cò, tình yêu để xuống nè. Nè, để xuống tới đây thôi, tới một cái màu quai thôi nè. Tới cái quai thôi, con rùa này. Tới cái quai thôi nè, đó, tình yêu đập nè. Đập, không có cho nó qua cái quai nè. Thấy chưa, không có cho nó qua cái quai. Thấy chưa, không có cho nó qua cái quai nè. Tình yêu vuốt xuống nè. Thấy chưa, đó. Đó, khi mà cái quai nó chạy lên là tình yêu vuốt nó lên, tình yêu không có cho nó qua nè, đó. Thấy chưa, không có cho nó qua cái quai. Thấy rõ không, đó là nó đẹp nè, đẹp tí xíu là nó đẹp, vừa ra nó đẹp cực kỳ luôn. Tiếp tục nè, cái này là A10 đó nha mọi người, cái này là cái màu A10 đó, cái này không phải một cái hình quai lasik đâu, mà cái này là phiên hình quai mà tình yêu làm A10 đó. A10 nó sẽ đẹp tại vì cái tay của người ta bị có cái móc, mình phải dùng cái phiên này một cái dụ khách, mình phải dụ nó làm cái phiên đó, mình phải làm cái phiên này nè, chứ không thôi là nó sẽ ra, nó ra cái mộc phiên kia nó bị thấy cái lằn, nó bị thấy cái lằn cho nên nó không có đẹp, hiểu không, cho nên mình phải dùng cái phiên này mới đẹp được. Cái tay này mình bảo làm anh chị em luôn, nếu mà làm được đẹp là mình không có sợ gì nữa hết, trong các môn mà cái môn này nhất là sợ nhất là cái môn này, mà làm được đẹp là ok rồi. Ok. Thấy chưa? Đó, bây giờ mình bỏ lên.
thì cái này nó có cái móng á, có cái móng giả nó còn nằm đó, anh chị em thấy không? Cái móng giả nó còn nằm không? Thì móng giả nó còn nằm á, nó còn nằm cái đường này là mình không bỏ cái pin này lên, nó sẽ thấy cái lằn đó, nó sẽ thấy những cái móng giả trên đó. Ok. Thấy chưa? Mình đắp bột pin lên là nó đẹp. Mấy cái này nó đòi hỏi lắm, đòi hỏi mình là cái móng tay của người ta xấu lắm. Cái tay này rất là xấu luôn, nó không có móng. Anh chị em có coi ngay từ đầu không? Anh chị em mà thấy coi ngay từ đầu là bảo đảm anh chị em là mê, thích cái kiểu này liền. Nếu mà làm được đẹp mà được ok giống vậy là bảo đảm là mình thích cái là cái mà làm quay trước hơn là làm phim. Làm phim nó cũng ra nhưng mà sợ mấy cái móng nó không có đó, sợ mấy cái đường cắn nó sâu nè. Cái đường trắng nó sâu quá đó, nó sâu quá đó, cho nên mình làm nó sẽ bị, nó không có cái mép, cái này nó không có cái móng, cho nên cái nó sâu xuống thì mình cắt cái pin nó không có chuẩn. Đợi sư phụ chút đi con, phụ lắp xong rồi bỏ giấy đi luôn. Nên các nhà ta sạch chưa sư phụ lâu nhà coi, nhà dơ quá đó. Nhà dơ không thể trả được luôn. Thấy tình yêu lắp không cục một pin á, tình yêu lừa tới cái màu trắng thôi, tình yêu không có cho nó qua bên đây, hiểu không? Hồi tí xíu mình vũa nó lẹ lắm. Thấy không? Giờ nó ra đẹp, ra rồi ra màu ra màu, cái đầu đẹp và đầu vũa ra bỏ treo lên nữa là nhức nách thì. Xin lỗi tình yêu nha, chịu không nổi. Trời ơi, nãy thì có nãy nhìn cái bộ tay á, I'm ready one cry. Her nail. Nè nó đi đâu nó làm, mẹ nó đi đâu nó làm nó thiệt á. Nó chạy một tiếng rưỡi đồng hồ nó chạy xuống đây luôn á. Nó ở còn nó nhờ gì đó này. Nè nó làm bộ nail nhìn thiệt, tôi nói thiệt á. Tôi nói thiệt, có lẽ giờ tôi nói thì nó hơi ấy chứ. Cái dạng đó là cái dạng mà giống như bỏ đại bột lên để lấy tiền. Má nhìn bộ nail nhìn ói luôn. Thiệt tình nha, không biết nói làm sao. Bộ nail gì mà tôi nói thiệt. Nó đắp bột tràn lên tới đây luôn nè, tin không? Đắp bột mà tràn lên tới trên da luôn á. Ngâm lấy cái tô, ngâm mà biết bao lâu, vũa tới vũa lui biết bao nhiêu lần. Anh chị em thấy không, bây giờ nó ra thành phẩm rồi, bắt đầu nó chuẩn bị đẹp rồi. Giờ mình vũa làm sao cho nó đẹp, vũa làm sao cho, cố gắng mình vũa làm sao cho nó đẹp nha. Mấy cái này nó cũng có sự đòi hỏi lắm anh chị em, đòi hỏi mình phải tỉ mỉ một chút, chịu khó chịu cực. Mấy cái này tại vì cái tay của người ta không có móng, cái tay không có móng mình phải biết làm, chứ mình không biết làm là bảo đảm với em luôn, làm xong là nó thúi quắc luôn. Tại vì sao, bột mà nó cao hơn móng là chết. Nó tự làm ở nhà hả? Không có đâu, nó nói với anh Sunday này là her birthday. Nó vô nó nói là tay của nó birthday, nó muốn làm bộ tay đẹp đẹp. Không biết ai làm cho nó, cách ở cái thành phố đó, ở cách đây 1 tiếng rưỡi. Vô làm xong về nhà nó tự nó cắt luôn, nó chạy xuống đây, trời ơi cái móng tay nó dày khui à. Đó, nhìn cái bàn tay là có hồn liền. Trời ơi, nãy mình nhìn cái móng nó nhìn nó đau khổ luôn thôi. Giờ bộ tay ra tới đây là em lưu rồi, khỏe re rồi. Đẹp rồi, coi như chiếm được 70, tỷ lệ 70% rồi. Sao cũng nó cũng ra đó, mà quan trọng là nó có đẹp hay không thôi. Mà nó mất thời gian của mình, nó mất thời gian nhiều của mình nữa. Cho nên mình làm á, mình phải có cái cơ bản để mình nắm được cái cơ bản đó, mình làm những cái bộ nail nó ra nó đẹp, mà nó mất đỡ mất thời gian cho mình. Thấy không? Nó không có mất thời gian. Mấy bộ nail này mình bây giờ mình làm chừng tí đồng hồ là mình kiếm tiền. Làm xong như tích kịch chưa? Ok, rồi giờ mình vũa nè, giờ mình vũa nha.
chóng mặt luôn, nhìn thấy ghi luôn. Vừa xong ra mình nhìn cái bộ tay nó mỏng, nhìn cái độ mỏng của nó nè, thấy chưa? Nhìn cái độ mỏng nè, đẹp nhức nách luôn. Để nhìn cái khóe đâu có đâu, nhìn không có cái Kitoko, bây giờ nhìn cái Kitoko này không? Nhìn cái bàn tay nó khác liền. Em muốn đi lắm. Em muốn đi lắm mà, em muốn đi lắm nhưng biên giới Canada bị đóng cửa. Thôi, đợi khi nào nó hết đóng cửa là đi cơ đây. Đợi khi nào nó hết đóng cửa là mình gặp nhau ha. Lúc đó mình sẽ đến với nhau. Còn bây giờ là không có duyên, hát bài duyên phận đi cưng. Tối nay giờ hát bài duyên phận nha. Công nhận phải nói không, khi mình làm ra rồi mình cảm thấy cái bộ neo mà nó được cho mình làm cái dạng dạy mình hát đi rất là vui. Anh chị em nào qua học được thì đi mà làm những bộ neo này mà đem về mà làm được gì là chủ đó cưng lắm. Ngày nào nó có mua thịt bò cho ăn đó, nó cho ăn đấy chứ biết không, chạy vòng vòng giống gì cho ăn á, nó mua thịt bò về cho mình ăn, nó cho mình xung để mình làm mấy cái bọn này cho nó nè. Trời ơi, chủ nó khoái lắm. Nhớ nha, anh chị em nào mà không đi học phải đăng ký học liền nha. Đây là anh chị em đã thấy rồi ha, nói gì nói chơi nói vui gì cũng thấy vui ha, vui vẻ là vẫn vui vẻ, nhưng mà tình yêu vẫn chia sẻ cho mọi người. Bàn tay khó lắm mà mình làm được ra đẹp như vậy là mình rất là ok. Nhớ cố gắng học hỏi những cái gì mà tình yêu chia sẻ ha. Anh không thích nó mê anh đâu em, anh thích nó trả tiền cho anh thôi. Anh thích nó mê anh đâu. Em đừng có chơi cái chiêu này nha, khách mê anh làm gì. Nên anh về bỏ lên tủ kiếm chờ chân hả? Thấy bề ngoài ngon thì chứ bên trong thứ quắc à. Mấy bên ngoài còn chạy ngon, nhưng mấy bên trong hai ba tour một lần mà biết gì không? Đẹp lắm á, ra là đẹp cực kỳ luôn. Tay không có móng mà ra như vậy là mình quá chuẩn. Chị em thấy không? Nhiều khi mình làm nail á, nó có giá trị của nail lắm nha. Đừng có nghĩ mình làm nail là bèo nha. Yeah, pink and white. Giống hệt nhau luôn.